Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Quý đồng chí, tôi trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã nghe thấy và cũng mới đây thôi, cơ quan FBI và phe công tố liên bang đã bắt giữ rất nhiều các vị bác sĩ, dược sĩ và cả nhân viên làm việc trong văn phòng, vì các bác sĩ này đã ghi toa vô tội vạ cho bất cứ ai, nghĩa là cần đến những cái loại thuốc opioid gây nghiện. Thường là chỉ cần nói tôi nhức quá, người đau nhức quá, thế là bác sĩ cho tòa. Thậm chí không có mặt của bác sĩ, những người này đến, người nhân viên thư ký, nghĩa là thấy chỉ cần thấy tên là ghi, nghĩa là rồi sau đó trả tiền cho Medicare, Medicaid, vân vân, rồi hãng bảo hiểm. Cuộc điều tra kéo dài. Và một trong những đại công ty dược phẩm có những cái loại thuốc chuyên môn chế về opioid đó là ông bác sĩ John Kapoor này, thưa quý vị. Và tin tức mới nhất, bồi thẩm đoàn đã tuyên án ông có tội khi tạo ra những cái khủng hoảng về tình trạng sử dụng opioid. Tổng thống Trump và chính quyền của ông bước sang trong vòng 2 năm qua cũng đã phải đương đầu với số người chết quá nhiều, đa phần là bị overdose. Khi mà sử dụng thuốc này một thời gian dài, thưa quý vị, thì cơ thể của họ không còn cảm giác với cái lượng thuốc đầu tiên nữa. Mới đầu uống một viên thôi, sau đó chưa đã uống 2 viên, 3 viên, 4 viên, và thậm chí có những người tử vong vì sử dụng quá nhiều, họ không còn phê nữa. Và hậu quả, người ta mới khám phá ra là cái tên bác sĩ này, bác sĩ John Kapoor, và là chủ tịch sở hữu công ty Insys Therapeutics, chuyên chế tạo những cái loại thuốc có opioid gây nghiện. Trong thời gian qua, các nhà điều tra tìm thấy là y đã đến các phòng mạch bệnh viện, khuyến khích các vị bác sĩ và dược sĩ luôn nữa. Nếu mà ai mà tới chỉ cần xin thuốc thôi, nếu mà cho cái loại thuốc của Insys thì tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh. Một hình thức hối lộ, thưa quý vị. Đó là lý do mà nhà tỷ phú này hôm nay đã phải chịu. Và từ một nhà tỷ phú mà quý vị nhìn thấy bây giờ trở thành kẻ sẽ phải vào tù để đương đầu. Và rất nhiều các hãng bảo hiểm đã tốn biết bao nhiêu triệu Mỹ Kim để trả những cái chi phí mà lẽ ra không cần thiết, thưa quý vị. Có những người nghĩa là họ khỏe rồi nhưng mà bị nghiền đó, họ vẫn quay trở lại bác sĩ và vẫn được bác sĩ kê toa đến từ các loại thuốc của Insys. 18.000 trả hoàn tiền lại cho các vị bác sĩ. Mà phần lớn đó, một cái hình thức này chỉ là hối lộ, racketeering. Và giờ đây thì cả cái công ty, không những ông mà 4 người liên hệ trong công ty cũng bị truy tố và bị kết án. Giờ đây thì ông sẽ trở lại để xem coi bao nhiêu năm tù. Và những cái tên này, thưa quý vị, đã gây thiệt mạng cho biết bao nhiêu người Mỹ hàng năm. Dạ vâng, thưa quý vị, các công tố viên họ cho biết là sau khi mà điều tra thì họ thấy rằng cái hành vi của cái ông bác sĩ này nó mang cái sự phạm tội không có nhỏ mà rất là tàn ác. Đó là thứ nhất, vì hối lộ cho các bác sĩ, cho nên là những ông bác sĩ này muốn lấy tiền lại thì thay vì những cái người bệnh thật sự họ không cần uống cái loại thuốc này thì bác sĩ cũng kê toa luôn, khiến cho cái tình trạng của người ta trầm trọng thêm. Rồi những người đáng lý ra sẽ không bị nghiện thì bị nghiện càng lúc càng nhiều, cho nên cái số người chết nó nhiều thêm. Rồi chưa kể đó là, thưa quý vị, các hãng bảo hiểm họ thấy là tự dưng cái những hàng loạt bác sĩ kê đơn để mà lấy cái loại thuốc của cái công ty này, thì các hãng bảo hiểm họ gọi đến công ty, họ đặt câu hỏi. Thì cái phía cái công ty của cái ông vừa bị bắt đó,
ổng thuê mướn có thể nói là cả trăm nhân viên, thưa quý vị, họ gọi là các chuyên gia nhưng thật ra không phải chuyên gia gì cả, ngồi bắt phone để trả lời các hãng bảo hiểm mà đưa thông tin sai hoàn toàn, thưa quý vị. Nói chung là nói láo, viện cớ đủ điều hết, giống như là hỏi ồ tại sao bà này phải cần thuốc, thì những cái người mà họ gọi là chuyên gia đó nói tầm bậy tầm bạ chỉ để mà cho qua, để các hãng bảo hiểm chấp nhận trả tiền để mà mua cái loại thuốc này. Cho nên đây là những cái hành vi cực kỳ nguy hiểm, thưa quý vị. Và tiếp tục với những cái bản tin ngày hôm nay thì thưa quý vị, ngày báo cáo về dân số của California ngày hôm qua đã được đưa ra. Và California của chúng ta ngoài cái việc là bị đánh giá là tiểu bang có cái đời sống thấp rồi nhà cửa mắc mỏ rồi bây giờ thêm là dạ vâng, dân số bị tụt giảm mà là thấp nhất từ đầu thế kỷ 20, từ đó tới bây giờ, nghĩa là người dân California ở đây họ chịu đựng quá nhiều đến độ mà các cặp vợ chồng trẻ phải nín đẻ đâu quý vị, không dám đẻ. Thì cái đó là cái bản báo cáo này họ cho thấy là như vậy. Tính đến ngày 1 tháng Giêng năm nay thì dân số California đạt 39.9 triệu người. Và cái mức phát triển chỉ là 0.47% mà thôi. So với hàng chục năm trước đó, cái mức phát triển là từ 3 cho đến 4%. Thì đây là cái mức phát triển thấp vô cùng. Thì các chuyên gia họ phân tích thì họ thấy là đặc biệt cái thành phần trẻ từ 25 đến 35 tuổi là thành phần bị ảnh hưởng nhất. Đó là thứ nhất, những người này họ vừa mới ra trường, có việc làm nhưng mà gánh số nợ và đa số là kết hôn nhưng mà bắt buộc phải trì hoãn cái việc sinh con, thưa quý vị. Thứ nhất là nhà ở quá đắt đỏ, rồi chưa kể là cả hai vợ chồng đi làm đều phải gánh cái món nợ từ thời sinh viên, cho nên là những người trẻ này bây giờ họ không sinh con nữa. Và thứ nhì đó là cái việc là những cái người mà họ bị mất nhà cửa ở những cái đám cháy ở trong thời gian vừa qua ở miền Bắc, thì mặc dù bị cháy nhưng mà họ vẫn không có đi, thưa quý vị, họ vẫn ở và họ túa ra những cái thành phố lân cận ở những nơi bị cháy, đẩy những cái người đẩy giá nhà ở những nơi này lên cao tiếp tục. Cái đó là một cái vấn đề. Và một cái vấn đề tiếp theo đó là cái lực lượng mà đi làm ở California đó, thì từ cái những người trẻ vừa ra trường họ bị cái sự cạnh tranh từ những người già, thưa quý vị. Đó là vào thập niên 70 đến 90 đó, thì con số thống kê cho thấy là cứ 100 người đi làm thì chỉ có 21 người là trên 65 tuổi vẫn còn đi làm. Nhưng mà từ năm 2011 cho đến nay thì cứ 100 người đi làm có đến 39 người trên 65 tuổi vẫn còn đi làm. Nghĩa là 40% là đây là những thành phần baby boomers, thưa quý vị. Họ già rồi nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi làm. Thì cái số người già này họ lấy đi công việc của những người trẻ, làm cho những người trẻ này ở Cali đi học có bằng ra không tìm được việc làm, dẫn đến cái việc là kết hôn mà không dám sinh con, khiến cho dân số California phát triển thấp. Ở San Jose, quý vị như đã thấy, từ San Francisco vân vân, lương 115.000 là lương thấp, thuộc dạng nghèo. Dạ vâng, low income. low income, dạng nghèo, 115.000 Mỹ Kim. Thế thì các em này cho dù làm việc cả trăm ngàn nữa, các em vẫn không mua nhà được. Như Thảo Yên nói, chi phí rất là nhiều. Nội cái chuyện mà mướn một phòng, hai phòng cũng mấy ngàn đô la rồi. Thì bây giờ tiền để dành không kịp, nghĩa là từ từ cũng được, nhưng mà cái giá nhà cho nó thì khủng hoảng, không có nào cái giá nhà nào dưới 1 triệu đô la cả, bé xíu thôi, thưa quý vị. Cho nên từ miền Bắc xuống tới miền Nam, và một cái thống kê cho thấy, nhưng mà cái điều ngạc nhiên là họ không có liệt kê San Francisco với San Jose hả? Dạ. Nó cũng là nằm trong các khu đô thị, nhưng mà đặc biệt Los Angeles và quận Cam lại nằm danh sách mà áp chót là những nơi không đáng sống. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày.